Trước những hậu quả nghiêm trọng do thiên tai gây ra, chính phủ Nhật Bản đã thông qua cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA đã quyết định chuyển hàng viện trợ bao gồm thiết bị lọc nước và tấm plastic đa chức năng tới tỉnh Yên Bái nhằm giúp cho người dân vượt qua hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống. Số hàng viện trợ này được chuyển từ kho của JICA và về tới sân bay quốc tế Nội Bài tối hôm 14 tháng 9. Thay mặt chính phủ Việt Nam, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai đã tiếp nhận và chuyển số hàng viện trợ này tới người dân chịu ảnh hưởng tại tỉnh Yên Bái trong thời gian sớm nhất. Trong buổi sáng nay, thì Hà Nội đã ghi nhận tình trạng ngập úng cục bộ tại một số quận huyện. Nguyên nhân được cho là do cơn mưa to và kéo dài trong đêm qua khiến cho giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, có lẽ đây là chiếc xe ô tô xấu số nhất trong buổi sáng ngày đầu tuần khi mà quý vị đã thấy là nước đã ngập qua cả ống bô của chiếc xe này, ô tô này rồi. Đây là do tác động ảnh hưởng của đêm qua là Hà Nội hứng chịu một cơn mưa lớn và kéo dài cho đến sáng ngày hôm nay. Và theo như chia sẻ của một số người dân thì là sáng sớm họ đi ra đây thì đã thấy chiếc xe ô tô đỗ ở đây rồi. Tôi ra đây từ lúc 5-6 giờ tôi đã thấy cái xe này ở đây rồi. Nó đậu ở đây chắc khoảng hơn 3 giờ lúc mưa to. Theo thống kê, đến 6 giờ 30 phút sáng nay, Hà Nội có trên 40 điểm ngập, trong đó có những khu vực ngập sâu từ 20 đến 50 cm, nước tràn cả vào nhà dân và gây ùn tắc giao thông cục bộ. Mình đi nhưng mà nó ngập bô là nó chết thôi. Ui, đi ô tô nó đi mạnh quá, nó tạt, nó đổ luôn. Mới có ngập được khoảng 60 phân thôi. Đấy, còn đêm hôm qua thì ngập khoảng 80 phân lên mét hè này. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội cho biết, đơn vị đang tiếp tục vệ sinh, khơi thông dòng chảy, vận hành các trạm bơm nhằm hạ mực nước trên toàn bộ hệ thống. Cái này là từ 3 giờ sáng rồi, có nhiều xe rồi chứ. Nhưng bây giờ nước nó như này là rút rồi, tại vì ngoài sông nó cao quá thôi. Nước sông nó cạn thì là đây nó hết ngay mà. Cơ quan khí tượng Thủy văn dự báo, liên tiếp trong 2 ngày tới, trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc vẫn tiếp tục ghi nhận tình trạng mưa to trên diện rộng. Do đó, người dân cần chuẩn bị các giải pháp để phòng tránh và hạn chế thiệt hại do mưa ngập úng gây ra. Trong những ngày qua, thì trên địa bàn của tỉnh Lào Cai đã liên tiếp xảy ra các vụ sạt lở đất gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của người dân. Mặc dù nhiều nơi đã không còn mưa, nhưng tình trạng sạt lở đất vẫn tiềm ẩn hết sức phức tạp và khó lường. Làng Lù trước và sau cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Một bản làng bình yên, giờ đây tiêu điều sơ xác. Dưới chân núi Con Voi, nơi quần tụ của hàng trăm nóc nhà từ bao đời nay, có lẽ sẽ không còn phù hợp bởi sự biến đổi khí hậu. Địa hình thì là cái độ dốc mà trên 25% là trên 80%. Cái thứ hai là bà con nhân dân thì là ở rải rác ở các cái khe suối và ở phân thái, thế nên là cái vấn đề mà công tác phòng chống thiên tai thì cũng có những cái khó khăn. Cái vấn đề thứ ba nữa là cái nguồn vốn đầu tư cũng như là cái công tác nhận thức của bà con nhân dân trong cái công tác phòng chống thiên tai thì cái năng lực cũng như là cái ý thức của bà con nhân dân thì cũng còn có một số nơi vẫn còn có cái hạn chế. Còn đây là hiện trường sau vụ sạt lở tại thôn Múi 1, xã Yên Sơn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai xảy ra vào ngày 13 tháng 9. Hàng nghìn mét khối đất đá từ quả đồi đổ ập xuống. Rất may, đó là buổi sáng nên người dân đã kịp sơ tán và không có thương vong. Nhưng 5 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn. Bây giờ nhà thì nhà em thì không còn cái gì nữa rồi. Sạt lở hết rồi. Chạy theo đường lên trên thì lúc đấy là nhà là đi xong rồi. Ở trong nhà thì hiện tại là đồ đạc các thứ không lấy được. Đây chỉ có là anh em hàng xóm nó hộ nhau lấy được vài bộ quần áo rách để mặc. Khi Thủ tướng Chính phủ đi thị sát và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả ở Lào Cai, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai báo cáo, riêng ảnh hưởng của bão Yagi, trên địa bàn Lào Cai có hơn 1.000 điểm sạt lở dọc theo các tuyến đường và khu dân cư. Vấn đề đặt ra là cần rà soát, quy hoạch lại khu dân cư ở miền núi cho phù hợp để giảm tối đa thiệt hại do thiên tai. Đánh giá về quy hoạch lại di dời dân những nơi mà có nguy cơ, từ đó có cái giải pháp tổng thể. Thì tôi đề nghị là các ông chí tìm cái đất nó ổn định. Thì ngày 31 tháng 12 này là các ông chí phải làm xong. Thế còn các ông chí cần gì, thiếu cái gì thì các ông chí báo cáo với lại Thủ tướng Chính phủ. Tại làng Nù, nơi thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Sau khi nghiên cứu, khảo sát, đánh giá địa hình và lấy ý kiến của người dân, tỉnh Lào Cai đã chốt phương án lựa chọn khu vực đồi sim rộng khoảng 10 ha, có địa hình cao, rộng rãi, đảm bảo an toàn, thuận tiện cho người dân để xây dựng khu tái định cư.
Khu vực này cách nơi sinh sống cũ của người dân thôn Làng Nù khoảng 2 km. Để phòng tránh dịch bệnh sau mưa lũ, lực lượng chức năng, chính quyền và cả người dân các vùng bị ngập lụt tại Bắc Giang đang khẩn trương dọn dẹp vệ sinh môi trường nhà cửa với phương châm nước rút đến đâu dọn dẹp vệ sinh môi trường đến đó. Trận mưa lũ đã làm nhà bà Lý bị ngập sâu hơn 1 mét. Nước lũ tràn vào kéo theo nhiều bùn đất nên ngay sau khi nước rút, bà nhanh chóng dọn dẹp vệ sinh nhà cửa sân vườn. Hôm nay là có các anh y tế ở trên về hướng dẫn cho tôi vệ sinh nhà cửa sạch sẽ. Thì chúng tôi cũng đã yên tâm. Nhiều đơn vị bộ đội đã huy động cán bộ chiến sĩ ra quân quét dọn rác thải bùn đất, vận chuyển cây xanh gãy đổ, tổng vệ sinh môi trường ở các địa phương bị ngập lụt trong tỉnh, giúp bà con nhân dân sớm ổn định cuộc sống. Trung đoàn đã huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ và hàng chục lượt phương tiện để cơ động đến các cái vị trí mà theo hợp đồng của địa phương. Khi xử lý các cái tình huống thì sư đoàn đã phân công cán bộ các cấp phụ trách phối hợp với địa phương, đặc biệt là ở những cái khu công cộng tập thể thì đã tập trung chỉ đạo cái lực lượng để tập trung thu dọn, quét và tổng dọn vệ sinh. Để đảm bảo vệ sinh môi trường sau lũ, cùng với việc cấp phát hơn 1,5 tấn chloramin B và thuốc khử trùng cho các huyện, thành phố, thị xã, Sở Y tế Bắc Giang đã thành lập 3 tổ phản ứng nhanh hướng dẫn hỗ trợ các địa phương. Hiện nay các huyện đang đề xuất tuyến tỉnh hỗ trợ chloramin B. Đây là cái hóa chất được cho phép của Bộ Y tế để khử khuẩn và đảm bảo cho công tác vệ sinh môi trường. Sau lũ lụt thì nguy cơ xảy ra dịch bệnh là rất lớn, nhất là các bệnh tiêu chảy, đau mắt đỏ, sốt xuất huyết. Vì vậy, cùng với sự vào cuộc của cơ quan chuyên môn, người dân cũng cần nâng cao ý thức, kỹ năng phòng chống dịch bệnh. Sau bão số 3, thì khu nhà tập thể A7-A8 ở phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền đã bị nghiêng, nứt và đặc biệt nguy hiểm. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã phải ngừng sử dụng 2 khu nhà này và di rời toàn bộ các hộ dân tạm lánh. Hiện trên địa bàn thành phố đang có hơn 2.600 hộ dân đang ở những chung cư tương tự. Tổng số dân sống trong các khu nhà chung cư cũ nguy hiểm của quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng chiếm khoảng 10% dân số quận. Trong đó, khu nhà A7-A8 hiện có 303 căn hộ với 129 căn hộ chủ nhà không sử dụng hoặc đang trong thời gian chờ làm các thủ tục để di chuyển. 90 căn hộ có đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc căn hộ và đã được tổ chức bốc thăm để di chuyển đến thuê nhà ở lâu dài tại chung cư trên địa bàn phường Đông Quốc Bình. 84 hộ đủ điều kiện thuê nhà theo chính sách hỗ trợ tạm lánh của thành phố và cũng đã được phường Vạn Mỹ và Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền tổ chức bốc thăm để chuyển đến ở tạm tại phường Kênh Dương, quận Lê Chân. Sau cơn bão số 3 thì nó hoành hành không những Hải Phòng, mà tôi biết là nhiều nơi trên miền Bắc chúng ta, nhưng được sự quan tâm của các cấp, nhất là thành phố, rồi quận, rồi phường. Sau khi gọi chúng tôi là đang ở với các con thì coi về là cấp nhà tạm lánh ở dưới này là chúng tôi rất là biết ơn rồi. Chứ còn thực chất mà cái nhà cũ thì báo cáo các anh các chị là bây giờ là nó quá xuống cấp rồi. Hiện trên địa bàn quận Ngô Quyền có 124 chung cư cũ, trong đó có 54 chung cư cấp độ D. Các chung cư này chủ yếu được xây dựng từ những năm 1960. Thực hiện chủ trương của thành phố, từ năm 2017, quận đã từng bước triển khai việc di rời các hộ dân ra khỏi các chung cư nguy hiểm, trong đó có 34 chung cư cấp độ D. Hiện quận còn 20 chung cư cấp độ D với khoảng 5.530 nhân khẩu của 1.760 hộ dân đang sinh sống. Số chung cư cấp độ D còn lại thì quận Ngô Quyền sẽ tiếp tục có cái phương án để di rời các hộ dân này. Nếu không đủ thì cũng rất mong thành phố bố trí kịp thời các nguồn kinh phí tạm cư bằng tiền cho các hộ dân. Đấy. Còn đối với các chung cư cấp độ B, cấp độ C và các khu chung cư chưa được kiểm định thì cũng đề nghị thành phố tiếp tục rà soát, đánh giá đúng thực chất hiện trạng công trình để có cái biện pháp ứng xử phù hợp. Cùng với việc đưa các hộ dân ở các khu chung cư cũ nát chuyển đến sống tại các nhà chung cư còn trống của thành phố, Sở Xây dựng cũng đang đề xuất thành phố Hải Phòng hỗ trợ tiền tạm cư để cho các hộ tự lo chỗ ở. Hiện Hải Phòng đang triển khai xây dựng 4 khu nhà ở xã hội mới, trong đó dự kiến tháng 5 năm 2025 sẽ có khoảng 800 căn nhà ở xã hội của khu nhà ở Tổng kho 3 Lạc Viên được đưa vào khai thác, sẽ góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho nhân dân.